Vietnam and the Republic of Korea conclude bilateral free trade agreement negotiation. Vietnam improves legal framework to create better investment environment. Hello, this is another edition of Bizline here on VTV International. You are tuning into. I am Minh Hằng from Hanoi, and let's now kickstart our programs with several highlights from last week's economic scene. Vietnam and the Republic of Korea announced the conclusions of their bilateral free trade agreements on Wednesday, with the signing ceremonies taking place in Korea in the presence of Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng and Korean President Park Geun-hye. Two sides stated that the agreement will not only increase bilateral trade turnover to an expected $70 billion in 2020, but also bring the partnerships between two nations to new heights. As per its requirements, Vietnam will remove tariffs on 200 products from the Republic of Korea, including auto parts and cosmetics, many of which are manufactured by small and medium-sized enterprises. Meanwhile, South Korea will open its market for nearly 500 Vietnamese goods, while excluding agricultural products such as rice, fresh garlic, and ginger. Currently, South Korea is the largest foreign investors in Vietnam, with total investment capital of approximately $37 billion. The fifth phase of the Vietnam-Japan Joint Initiative was officially concluded in a meeting held on Tuesday in Hanoi. The joint initiative is the most notable example of the two countries' commitment to work together for mutual prosperity and development. The meeting summed up the fifth phase achievements held by ministries of planning and investment, Japanese embassies, and Vietnam-Japan Economic Council. Over the 11 years of implementing the joint initiative, numerous improvements were made in customs and logistics, banking and taxes, infrastructures and basic constructions, intellectual property for the goal of better investment environment here in Vietnam. The fifth phase, spanning the period of 16 months from July 2013 to December 2014, consists of 104 categories for improvement. The meeting also witnessed the signing of the sixth phase of Vietnam-Japan Joint Initiative, aiming at boosting Vietnamese competitiveness for long-term development. Almost 95% of the largest companies in Vietnam forecast that their business will stabilize or improve in 2015. The results were revealed in a recent survey of 500 companies by the Vietnam Report Joint Stock Company and VietnamNet newspapers. The optimistic outlook was evident in their estimates of revenue, profit and orders. Among the companies taking part in the survey were major state-owned enterprises like PetroVietnam and VNPT, private corporations like Vinamilk, FPT, Vingroup, Doji Group and FDI giants like Samsung Electronics Vietnam. When asked what they want for next year, 79% of the surveyed companies said they hope that the government would maintain a stable macroeconomy and curb inflation. According to the Vietnam Internet Network Information Center, or VNNIC, Vietnam's domain ending with .vn was the most popular in ASEAN as of September 2014. Among 10 ASEAN countries, Vietnam had 286,000 domain name registrations, followed by Malaysia and Singapore. Vietnam ranked 7th in the entire Asia region, with China being the highest number of registrations, followed by India and Japan. Last August, domain names in Vietnamese reached the 1 million milestone, marking the country's leading positions in the world's internationalized domain names, or domain names written in different characters that enable internet users to access them in their own language. The annual International Agriculture Fair kicked off in Cần Thơ on Wednesday with the theme Cooperation, Investment for Better Agriculture Developments and Fishery Exports in the Mekong Delta. 200 local and foreign enterprises are participating in this fair with over 500 stalls. Foreign companies at this fair are from Japan, Thailand, the Republic of Korea and Indonesia, and they are displaying products ranging from rice, fruits, fish and seeds. Technological achievements in the agriculture sector was shared among participants at this event, as well as exchanges of modern production methods among businesses and farmers. The fair will run until December 16th.
We have just reviewed several highlighted economic news in the past week. Up next, we will talk more about how Vietnam has improved its legal framework to create a more attractive investment environment for foreign companies in our crosstalk. As evident in the recent actions of the National Assembly passing the revised investment and enterprise laws. The improvement in land law and customs procedures earlier during the year has also received positive feedback from local and foreign investors. In this week's edition of Crosstalk, we had a chance to sit down with Mr. Doc Anh Tuấn, General Director of the Legal Department, Vietnam Chamber of Commerce and Industries, and talk more about the changes in the legal framework this year. And these moves will prepare Vietnam better to take full advantage of the FDI inflows coming in, as well as the free trade agreements expected to be signed this year. Đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông đánh giá ra sao về những điều luật và những cái quy định đã được thông qua trong năm nay để nhằm tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam? Kỳ họp Quốc hội vừa mới kết thúc đã thông qua rất nhiều cái đạo luật quan trọng và đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng kinh doanh của Việt Nam. Đấy là cái luật doanh nghiệp, luật đầu tư, cái luật sửa đổi các quy định luật về thuế, ngoài ra có nhiều đạo luật liên quan nữa. Việt Nam đã có luật doanh nghiệp rất là đột phá năm 99 và được sửa đổi năm 2005, sau gần 10 năm thực hiện. Thì hiện tại cái môi trường kinh doanh nó rất là khác. Do vậy yêu cầu mới cũng đòi hỏi chính phủ, quốc hội cần phải thay đổi. Và cái luật doanh nghiệp 2014 vừa rồi thì đã có những thay đổi rất là quan trọng. Chẳng hạn như là cụ thể hóa hơn nữa cái quyền tự do kinh doanh của người dân được quy định tại Hiến pháp 2013 vừa rồi. Rồi là nhiều quy định rất là đột phá về vấn đề về ngành nghề đăng ký kinh doanh, về vấn đề về quản trị công ty, về vấn đề về con dấu thì có rất nhiều quy định. Luật đầu tư cũng như vậy, luật đầu tư thì cũng đã đi theo hướng thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng mà nếu mà nhìn một chuỗi rộng hơn thì chúng tôi cho rằng không chỉ trong kỳ họp vừa rồi, mà những cái cải cách môi trường pháp lý kinh doanh của doanh nghiệp đã diễn ra bắt đầu cũng đã hơn một năm nay với những cái động thái rất là mạnh mẽ. Theo ông thì đâu là những thay đổi nổi bật trong luật đầu tư sửa đổi được trông đợi nhất từ phía các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài? Một trong những thay đổi rất là quan trọng của cái luật đầu tư lần này, đấy là lần đầu tiên Việt Nam đã thay đổi cái tư duy quản lý về đầu tư theo từ tư duy chọn cho sang chọn bỏ. Có nghĩa là trước đây nhà nước chỉ cho phép nhà đầu tư hay doanh nghiệp được phép kinh doanh trong những ngành nghề mà nhà nước quy định, và nhà đầu tư muốn kinh doanh thì phải đăng ký và chỉ được phép kinh doanh trong những ngành nghề đã đăng ký như vậy. Nhưng hiện tại thì đã thay đổi hẳn cách tư duy sang là nhà nước quy định những lĩnh vực nào mà doanh nghiệp, nhà đầu tư cấm đầu tư kinh doanh, quy định hẳn trong luật đầu tư mà đã rút từ 51 ngành xuống còn 6 ngành mà cấm đầu tư. Và những ngành nghề đầu tư mà kinh doanh có điều kiện, có nghĩa là nhà đầu tư phải đáp ứng một số điều kiện nhất định thì mới được phép kinh doanh. Thì lần đầu tiên trong lịch sử thì đã có một đạo luật có cái danh mục về ngành nghề kinh doanh có điều kiện này. Và chúng tôi cho rằng đây là một bước chuyển rất lớn. Trước đây có thể nằm tản mát, rải rác ở nhiều đạo luật khác nhau, nhiều quy định khác nhau. Và ngay cả không chỉ nhà đầu tư mà ngay cả cơ quan quản lý nhà nước cũng rất là khó nhận biết. Thì hiện tại đã được tập hợp, đã được minh bạch. Thì đây là bước chuyển rất là lớn. Và ngoài những ngành nghề cấm kinh doanh có điều kiện đấy ra thì nhà đầu tư và doanh nghiệp thì được tự chọn, tự chủ trong những chọn ngành nghề kinh doanh của mình. Thì đấy là một bước chuyển biến rất là khác biệt. Họ có thể chủ động, họ có thể hình dung và có thể kiểm soát được cái rủi ro trong các ngành nghề kinh doanh của mình. Và thay vì phụ thuộc ý chí của một vài cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cho rằng đấy là bước chuyển lớn của cái tinh thần của cái luật đầu tư lần này. At the 8th session of the 13th National Assembly, the National Assembly voted in favor of passing the revised laws on investment and enterprises. The revised law on investment, which includes 7 chapters and 76 articles, was adopted with an 84.91% approval vote.
Meanwhile, the revised enterprise law was approved with 85.51% of votes. It is comprised of 10 chapters and 213 articles. Trong cái lần sửa đổi lần này có thể nói là gần như là lột xác lại hai cái luật này. Và nó nhằm khắc phục những cái yếu điểm, những cái khiếm khuyết mà trong hơn một chục năm qua chúng ta đã triển khai thực hiện cái luật đầu tư và luật doanh nghiệp. The new laws provide in great detail investment incentives, principles and procedures, as well as a new more selective mechanism for awarding projects to replace the lackadaisical selection procedures that previously existed. Another positive point in the law is that the time for granting investment licenses will be shortened to 15 days, down from 45 days. The new laws will also change how businesses are supervised by authorities. Những gì luật pháp không cấm thì người dân doanh nghiệp được tự do đầu tư kinh doanh. Thứ hai là tất cả các doanh nghiệp trong nước Việt Nam là không cần phải cấp giấy chứng nhận đầu tư. Họ được quyền tự do kinh doanh theo những cái lĩnh vực mà luật pháp đã quy định cho phép. Còn nếu kinh doanh ở những lĩnh vực mà có điều kiện thì họ sẽ cần phải có điều kiện. Còn các cái cơ quan quản lý nhà nước đi kiểm tra sau và nếu như thấy phát hiện chưa đúng thì yêu cầu chỉnh sửa. Còn nếu đến cái mức vi phạm quá lớn thì có thể dừng. Thì đấy là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm cũng là một cái việc rất thông thoáng và rất minh bạch và cũng bớt cái chi phí cho người dân. Both the two revised laws on investment and enterprises will become effective as of July the 1st, 2015. Ngoài luật đầu tư sửa đổi và luật doanh nghiệp sửa đổi được Quốc hội thông qua là hai cái điểm sáng về luật trong năm nay, thì những cải cách về thủ tục hành chính cũng như là thuế thì cũng được các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài đánh giá khá là cao trong diễn đàn doanh nghiệp được diễn ra trong tuần vừa rồi. Thì ông có thể nói cụ thể hơn về những cải cách hành chính và cải cách thuế này trong năm vừa rồi không ạ? Trong kỳ họp Quốc hội và được thông qua tại ngày 26 tháng 11 vừa rồi, thì có một cái đạo luật mà gây được sự chú ý của các nhà đầu tư và kinh doanh. Đấy là chính phủ lần đầu tiên thông qua cái luật sửa đổi các quy định về thuế. Tức là cũng là lần đầu tiên mà có một cái đạo luật mà sửa đổi, một đạo luật sửa đổi quy định tại 5 đạo luật thuế khác nhau. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, luật quản lý thuế và thuế rất nhiều đạo luật về thuế nữa. Thì có nhiều cái nội dung quan trọng trong cái đạo luật này. Chẳng hạn như là Quốc hội và Chính phủ có tiếp thu những khuyến nghị của cộng đồng kinh doanh nhiều năm liền. Đấy là bỏ cái trần về quảng cáo và khuyến mại. Trước đây thì 10% sau cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp vừa rồi nâng lên 15%. Nhưng mà kể cả nới ra 15% thì vẫn không hợp lý. Trong bối cảnh rất nhiều quốc gia người ta không áp dụng mà nó cũng ảnh hưởng đến quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Cho nên cái luật sửa đổi vừa rồi đã bãi bỏ cái mức trần này. Và cộng đồng kinh doanh đánh giá rất là cao cái sự thay đổi này của cái đạo luật mới. Đạo luật mới thì cũng mở ra tiền đề cho việc cải cách hành chính thuế. Tức là thủ tục hành chính thuế đã đơn giản hơn rất là nhiều. Tất nhiên thì phải trở lại hành chính trước đây là những cái thay đổi ngành thuế trong năm vừa rồi phải nói chúng tôi là rất là ấn tượng. Nghị quyết 19 của Chính phủ cũng xác định cái mục tiêu tham vọng của Chính phủ là đưa cái thủ tục về thuế và thủ tục hải quan về cái mức độ bình quân của các nước ASEAN tiên tiến, ASEAN 6 vào 2015. Thì đấy là mục tiêu rất là tham vọng nhưng mà rất là cụ thể. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì số giờ nộp thuế của các doanh nghiệp Việt Nam là hơn 700 giờ, gần 800 giờ và đặt ra mục tiêu phải giảm xuống 171 giờ của 2015. Như vậy là mục tiêu rất lớn, mục tiêu rất là tham vọng. Thì sửa đổi các quy định về thuế lần này và sau này sửa đổi một nghị định sửa nhiều nghị định hay một thông tư sửa nhiều một thông tư của Bộ Tài chính thì sẽ giúp cho cái cải cách hành chính thuế nó sẽ thuận lợi hơn. Thì như vậy là sự thay đổi về thuế cũng là tạo thuận lợi hơn cho những các doanh nghiệp và nhà đầu tư, giảm chi phí thời gian cho họ, giảm cái chi phí tuân thủ. Thì đấy sẽ tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Việt Nam trong năm vừa qua đã đón đầu nhiều làn sóng đầu tư FDI với những dự án có cái giá trị lớn và năm sau thì cũng hứa hẹn với nhiều cơ hội hơn. Theo ông thì về mặt pháp lý, chính phủ Việt Nam còn cần làm gì để đón đầu làn sóng đầu tư này? Cái khu vực đầu tư nước ngoài đang đóng góp rất là quan trọng cho sự tăng trưởng Việt Nam, trong tạo việc làm Việt Nam và phần nào đấy trong thu ngân sách của nhà nước. Nhưng mà nói vậy, nhưng mà khu vực đầu tư nước ngoài thì cũng có rất nhiều vấn đề.
điều tra của Phòng Thương mại Việt Nam từ 2010 đến nay thì chúng tôi cũng có hỏi một câu rất là quan trọng là tại sao người ta chọn Việt Nam, yếu tố nào khiến người ta chọn đến Việt Nam, thì chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều cái yếu tố. Thì điều đáng buồn là người ta chọn Việt Nam vẫn là vấn đề về giảm chi phí. Vấn đề giảm chi phí vẫn là vấn đề rất là lớn của cái môi trường kinh doanh của Việt Nam. Chẳng hạn như là Việt Nam có đất đai rẻ, có mức thuế thấp, có chi phí nhân công rẻ và nhiều yếu tố nữa. Thì cho nên Việt Nam phải đối mặt thực tế là Việt Nam vẫn là điểm đến bởi vì những yếu tố rẻ. Nhưng mà điều mà cũng lo ngại hơn đấy là đã đến thời điểm Việt Nam nên cân nhắc lại chuyển dịch mình trong cái chuỗi giá trị của các nhà đầu tư nước ngoài. Cho nên là cải cách thể chế, tạo lập hơn nữa cái thủ tục hành chính để cho những nhà đầu tư nước ngoài có giá trị gia tăng cao, không nản lòng. Người ta đến Việt Nam, người ta không e ngại về sự nhũng nhiễu, và người ta tự tin vào sự minh bạch. Và siết chặt hơn những quy định về môi trường, những quy định về chuyển giá để làm sao các nhà đầu tư nước ngoài cạnh tranh một cách bình đẳng cũng là một yêu cầu rất là quan trọng trong thời gian đến. Và điểm nữa chúng tôi muốn nói rằng là thu hút đầu tư nước ngoài nhưng mà đừng quên khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Hiện tại thì cũng có một số nơi, một số địa phương thì các nhà đầu tư trong nước phản ánh là dường như đang say sưa quá với cái đầu tư nước ngoài mà còn chưa quan tâm đến khu vực rất là quan trọng, mặc dù nó yếu, nó nhỏ bé, nhưng khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Đáng buồn là nhiều năm vừa rồi phát triển FDI nhưng mức độ liên kết, mức độ lan tỏa của khu vực FDI đối với khu vực kinh tế tư nhân trong nước của Việt Nam còn thấp. Thì cho nên chúng tôi cho rằng cái hướng phát triển trong thời gian tới, Việt Nam ngoài việc thu đầu tư nước ngoài, đặc biệt là chú trọng những nhà đầu tư nước ngoài có giá trị gia tăng cao, có công nghệ cao và tạo một môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng. Họ kinh doanh, họ có lợi nhuận Việt Nam thì họ phải đóng thuế một cách sòng phẳng. Và điều chúng tôi muốn rằng là cần phải thúc đẩy hơn nữa sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân và tăng cường cái sự lan tỏa của khu vực kinh tế tư nhân vào cái chuỗi giá trị kinh doanh toàn cầu, đặc biệt là quan hệ làm ăn với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Việt Nam hiện tại thì đang tiến hành đàm phán các hiệp định kinh tế lớn như là FTA Việt Nam EU hay là TPP, và sự hội nhập này sẽ đặt ra những cái cơ hội và thách thức nào cho những cái điều luật khác liên quan tới việc ví dụ như là mua sắm chi tiêu công chẳng hạn, hay là sở hữu trí tuệ, những cái điều luật như vậy. Việt Nam đang được trước cơ hội rất là lớn của vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế. Nếu mà suôn sẻ thì trong vòng 1-2 năm tới thì Việt Nam có thể sẽ hoàn tất và sẽ gia nhập những cái hiệp định thương mại tự do mà thế hệ mới với những yêu cầu rất là cao. Về các doanh nghiệp thì có thể về lý thuyết thì có thể được hưởng lợi rất là nhiều. Về mặt thuế, trước hết là có đến 90% dòng thuế đã trở về 0% theo cái tinh thần của rất nhiều hiệp định thương mại tự do mới. Nhưng mà để đáp ứng điều đấy nó cũng không phải đơn giản. Ở chỗ là bản thân năng lực của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp trong nước phải được nâng lên nhiều. Cũng có nhiều chuyên gia cho rằng là bản thân kinh nghiệm của gia nhập WTO cũng là một bài học. Có thể những kỳ vọng về WTO sẽ tạo ra một cú thay đổi ngoạn mục cho kinh tế Việt Nam, cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đã không diễn ra như kỳ vọng. Nhìn vào bức tranh của doanh nghiệp tư nhân trong nước thì đúng là cũng có, không phải không có những cái quan ngại. Bản thân các doanh nghiệp trong nước ngoài việc thực lực yếu ra thì họ thiếu về thông tin, thiếu về những cái kinh nghiệm quốc tế và bản thân, cho nên những cái cam kết thương mại quốc tế dường như các doanh nghiệp nước ngoài là người được hưởng lợi nhiều nhất. Thì cũng có một số chuyên gia cảnh báo như vậy. Thì chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới thì khi mà hội nhập thì bản thân Việt Nam cũng phải hoàn thiện cái luật chơi của mình theo tinh thần của nhiều hiệp định thương mại tự do. Thì chẳng hạn như là kinh doanh những tiêu chuẩn của Việt Nam minh bạch hơn về mặt quy định pháp lý, về mặt chi tiêu chính phủ, rồi những quy định khác như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mà vấn đề Việt Nam cũng được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, bị nhiều nhà đầu tư nước ngoài kêu rất nhiều trong nhiều diễn đàn vừa qua, thì Việt Nam cũng phải hoàn thiện lên. Nhưng mà điều chúng tôi cho rằng là cần phải nhấn mạnh đấy là bản thân những người chơi là các doanh nghiệp tư nhân trong nước cần phải nâng cấp mình lên và cần phải ý thức được những cái cơ hội cũng như là những cái thách thức trong cái sân chơi mới rộng hơn. The recent laws passed by the National Assembly are expected to herald many positive changes within the economy.
The introduction of these laws has been welcomed by many enterprises, among which is electronics giant Samsung Electronics Vietnam. I appreciate the efforts of the Vietnamese government to introduce new changes into the existing laws because Vietnam is now a major economy in the world stage, and the Vietnamese economy is now integrating in the international economy. There's a new development, and the Vietnamese government certainly needs to reflect those changes into the existing laws. In a recent forum that took place in Hanoi, this positive feedback was echoed among delegates representing the foreign business community in Vietnam as well as many international organizations. But I think you can hear from the business community that the expectations are high, especially based on the fact that there has been a lot of changes in land ownership, in the investment law, in the enterprise law. So now really they're looking to take more full advantage of the rules and to see the government really make bold statements. However, following the introduction of these laws, what is most important now is the guiding documents that will affect their implementation and how they will reflect the intended changes. Và tôi nghĩ là bên cạnh cái sự thay đổi của cái luật đầu tư, luật doanh nghiệp với tư cách là những cái bộ luật khung cơ bản của cái môi trường kinh doanh, thì các cái luật chuyên ngành cũng phải được điều chỉnh theo cái tinh thần như vậy trong cái thời gian tới. Moreover, regarding the FDI sector, some enterprises hope that more incentives for large projects will be provided by the government. The current law only talks about the small investment. So this time, there's a change in the tax law that for the investors with a huge amount of investment, there's a the special treatment for the big investors. And look forward getting the new incentives from this changed law of tax law. With the new laws taking effect next year, various FDI sectors will be offered more support to develop, which will translate into more jobs and greater economic growth for the country. Ông có nhận xét như thế nào về hiểu biết của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về những thay đổi của các điều luật mới trong năm nay và VCCI đã có những hỗ trợ như thế nào cho các doanh nghiệp này? Thực ra cái nhiều đạo luật mà vừa được Quốc hội thông qua rồi thì phải nói rằng là khác với nhiều đạo luật trước thì các doanh nghiệp được tham gia từ đầu rất là thường xuyên. Chẳng như luật doanh nghiệp và luật đầu tư vừa rồi thì cũng hiếm có đạo luật nào mà VCCI tổ chức như hoạt động tham vấn doanh nghiệp một cách rộng rãi như vậy. Ngay từ giai đoạn ý tưởng cách đây khoảng 2 năm thì VCCI đã tiến hành những hội thảo đầu tiên để xem các doanh nghiệp người ta kiến nghị phản ánh những vấn đề gì cần phải sửa đổi. Và bản thân VCCI cũng tiến hành nhiều cái hoạt động rà soát các quy định pháp luật kinh doanh. Chúng tôi có rà soát 16 luật liên quan đến doanh nghiệp và những cái kết quả đấy đã gửi cho các ban soạn thảo, các cơ quan chủ trì. Và những cái hội thảo tham vấn không chỉ tập trung ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng thực hiện ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ, ở nhiều vùng mà các doanh nghiệp có thể tham gia. Và những cái kiến nghị của doanh nghiệp được đăng tải một cách rất là công khai. Thì chúng, cá nhân tôi cho rằng là những hoạt động tham vấn rộng rãi và cầu thị như vậy thì cũng góp phần nâng cao cái chất lượng và tinh thần của những cái đạo luật vừa thông qua. Thì nhìn rộng ra thì chúng tôi cho rằng là cái tinh thần tham vấn của luật doanh nghiệp, luật đầu tư và những cái luật sửa đổi nhiều đạo luật thuế cần phải được nhân rộng trong nhiều cái đạo luật khác mà chính phủ và nhà nước đang tiến hành. Bản thân thì các hiệp hội doanh nghiệp hiện nay cũng đang kiến nghị là từ cái việc một luật sửa nhiều luật trong đạo luật thuế thì sắp tới Quốc hội có thể áp dụng cái thực tiễn tốt này. Thay vì chờ cho việc soạn thảo nhiều đạo luật khác nhau thì có thể ban hành 6 tháng hoặc 1 năm có một đạo luật sửa những cái vấn đề nóng, nổi cộm trong vấn đề kinh doanh thì có thể rút ngắn được cái thời gian làm luật và làm cho các đạo luật nó phù hợp với thực tiễn kinh doanh hơn và cộng đồng kinh doanh và môi trường kinh doanh cũng được hưởng lợi nhiều hơn. Dự kiến trong thời gian tới thì sẽ có những điều luật và quy định cải cách pháp lý nào khác sẽ được thảo luận và thông qua để giúp cho môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn. Trong kỳ họp tới 2015 thì có nhiều đạo luật tương đối quan trọng được thông qua. Chẳng hạn như là Bộ luật Dân sự
một cái đạo luật gốc mà quy định rất nhiều cái chế định quan trọng về hợp đồng, về pháp nhân. Thì hiện tại kỳ họp vừa rồi cho ý kiến lần đầu và kỳ họp sau sẽ được thông qua. Chúng tôi cho rằng đạo luật cũng rất là quan trọng đối với các doanh nghiệp. Một cái đạo luật quan trọng thứ hai là luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thì đấy là đạo luật mà sẽ ảnh hưởng đến việc ban hành và thông qua các đạo luật trong thời gian tới. Cho nên cái đạo luật đấy cũng rất là quan trọng. Trong đạo luật đấy thì một trong những tinh thần là minh bạch hơn quá trình xây dựng chính sách và pháp luật. Thì VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp ủng hộ rất là mạnh mẽ cái xu hướng này. Và làm sao cái tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe, được phản ánh đầy đủ trong cái quá trình ban hành chính sách và pháp luật. Và chúng tôi tin rằng là điều đấy sẽ đảm bảo cái chất lượng các đạo luật của Việt Nam trong thời gian tới. Về phía cộng đồng kinh doanh thì chính phủ có đặt hàng các hiệp hội doanh nghiệp, đặt hàng Phòng Thương mại của Việt Nam là tiến hành những cái nghiên cứu đánh giá phản hồi về việc thực hiện thủ tục hành chính và đánh giá mức độ tín nhiệm của các cơ quan bộ ngành và cơ quan chính phủ, cơ quan địa phương. Thì như vậy là chính phủ xem trọng việc cơ chế phản hồi đánh giá thủ tục hành chính, đánh giá việc thực hiện chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước. Thì đấy là một thay đổi rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đang hợp tác với Tổng cục Thuế và Tổng Hải quan, sắp tới sẽ đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục thuế và thủ tục hải quan. Thì với sự nắm bắt cơ chế để nắm bắt cái phản hồi của doanh nghiệp như vậy, thì chúng tôi tin rằng là những cái thủ tục phiền hà, những thủ tục khó khăn thì sẽ được giải quyết trong thời gian tới. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Improving the legal framework to facilitate more business activities in the country has been on the top agendas of the government's focus in 2014. And this will also be in one of the government's six key tasks for next year, as Prime Minister has reiterated this in December cabinet meeting. It will include improved legal reforms, restructures capital market tax procedures, among many others, to create the best favorable conditions for local and foreign enterprises to develop better. And that does it for Bizline this week. Don't forget to log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go if you'd like to watch this again. Thank you very much for watching. I'm Minh Hằng in Hanoi, and goodbye for now.